nhân sinh tại thế có 3 liều thuốc thử nhìn thấu bản chất con người. Thưa quý vị và các bạn, có người nói rằng trên thế giới này có 2 thứ không thể nhìn trực tiếp. Một là mặt trời và hai là lòng người. Bởi lẽ ánh sáng của mặt trời quá chói mắt, còn lòng người thì khó lường. Đó chính là mặt tối nhất của con người. Nhiều người nói hiểu rõ bản chất của một người giống như tiêm vaccine phòng bệnh cho tâm hồn. Liều thuốc này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ được ai đáng để kết giao và ai nên giữ khoảng cách. Chẳng cần phải đợi đến khi cháy nhà mới ra mặt chuột. Muốn nhìn rõ bản chất một người thì không cần trắc nghiệm hay đoán mò. Chỉ cần nhìn vào 3 yếu tố sau đây là đủ. Thứ nhất, tiền và lợi ích nhìn thấu được bản chất của lòng người. Mẹ của vị tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành đã từng nói với ông rằng, muốn nhìn thấu nhân phẩm một người, chỉ cần quan sát thời điểm họ và con có xung đột lợi ích là đủ. Trên một mạng xã hội hỏi đáp từng có một câu hỏi, làm thế nào để nhìn thấu được lòng người nhanh chóng? Nhiều người cùng chung câu trả lời, chỉ cần liên quan về tiền bạc, những người vay tiền trả đúng hạn là đáng tin cậy. Những người có thể cho bạn vay tiền mà không do dự, xứng đáng là tình bạn sâu sắc. Tất nhiên, cũng cần phải nói rằng, bạn phải là người như thế nào để mọi người cho bạn vay tiền mà không cần do dự. Tiền là vật ngang giá chung để trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Đôi khi thứ cho vay đi không phải là tiền, mà là sự tin tưởng và tình nghĩa. Lúc bạn ở đỉnh cao, người cho bạn vay tiền có thể rất nhiều. Nhưng lúc bạn gặp khó khăn, người tình nguyện cho bạn vay lại chẳng được bao nhiêu. Vay tiền có thể nhìn thấu ai mới là người bạn tốt thực sự, còn ai là người giả tình, giả nghĩa. Có một câu chuyện kể rằng, Chu Chí Văn là người nổi tiếng nhất làng Châu Lâu, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Năm 2010, Chu tham gia cuộc thi Tôi là ngôi sao của đài truyền hình Sơn Đông và trở nên nổi tiếng nhờ chất giọng hiếm có. Tiếp đà đó, người đàn ông gần 40 tuổi bước lên sân khấu của chương trình Đại lộ ngôi sao của đài truyền hình quốc gia và nhanh chóng trở thành hiện tượng lạ. Cuộc thi này Chu đã giành huy chương vàng, dù xuất thân chỉ là công nhân cầu đường, không qua trường lớp thanh nhạc nào. Sau cuộc thi, từ một công nhân kiếm được 15 tệ mỗi giờ, tương đương khoảng 40.000 đồng tiền Việt Nam, Chu Chí Văn được săn đón tại các sân khấu lớn, trình bày các ca khúc ca ngợi tổ quốc với các cát-xê lên tới 100.000 tệ, tương đương khoảng 330 triệu đồng, cho một buổi biểu diễn. Có những tháng các show diễn của Chu được xếp kín lịch. Trở về quê hương trong vinh quang, Chu trở thành báu vật trong mắt dân làng Châu Lâu. Trước khi nổi tiếng, họ hàng hay người làng ít khi đến nhà Chu thăm hỏi. Nhưng khi thành danh, mọi người đến chơi tới tấp, tỏ tình làng xóm hữu hảo thân thiết. Mục đích của những người này đều như nhau, không phải đến chúc mừng sự thành công của Chu mà đến để nhận tiền từ anh. Giàu có rồi phải báo đáp quê hương và làng xóm, họ nói như vậy với anh. Chu Chí Văn vốn rất tốt bụng, giúp xây đường cho làng, sẵn sàng cho tiền những người đến xin với lý do vợ hoặc chồng ung thư sắp chết, hay bố mẹ già không có thu nhập, hoặc ai ngỏ ý vay tiền, anh cũng sẵn sàng móc hầu bao. Số tiền cho vay đã lên tới khoảng 1 triệu tệ, tức là khoảng 3,3 tỷ đồng. Nhưng Chu cũng biết chẳng thể nào lấy lại được. Có vay có trả, vay lại không khó. Người nhân phẩm tốt sẽ trả nợ đúng hạn, người nhân phẩm không tốt sẽ luôn tìm cách trì hoãn, dây dưa không trả. Cũng có câu, hoạn nạn mới thấy tấm chân tình. Khi bạn khó khăn, người sẵn sàng đứng ra giúp bạn, đó mới là bạn bè thực sự. Thứ hai là thái độ khi tức giận có thể nhìn thấu lòng người. Trên đời này không thể không bị xúc phạm. Việc tức giận khi bị xúc phạm là điều bình thường. Nhưng lúc này là lúc dễ dàng nhất để vạch trần bản chất của một người, cũng như trình độ học vấn và nhân phẩm của một con người. Có câu nói rằng, nhìn người đừng nhìn lúc họ được, hãy nhìn những lúc họ mất. Một người tâm sự rằng, khi tôi vừa tốt nghiệp thì vào làm ở một công ty văn hóa và quen biết Lý Tư. Lý Tư đi làm sớm hơn tôi và rất nhiệt tình với tôi. Anh cũng thường làm cơm mời tôi đến ăn khiến tôi rất cảm động. Cũng bởi như thế nên rất nhanh chóng chúng tôi thân quen và rất hòa hợp. Cho đến một ngày công ty chúng tôi đang làm có sự thay đổi nhân sự về quản đốc mới. Họ đặt ra quy chế, nội quy mới. Đi làm muộn hoặc sử dụng điện thoại trong giờ làm việc sẽ bị phạt tiền. Ngày đầu tiên thực hiện quy định mới, Lý Tư bị phạt tiền vì chơi điện thoại trong giờ làm. Trên đường về nhà, Lý Tư rất bất bình. Anh tỏ ra vô cùng tức giận, suốt dọc đường nguyên rủa những lời khó nghe đối với vị quản đốc mới.
Tôi khuyên anh ấy rằng, mắng chửi người ta cũng không có lợi ích gì. Trên đường phố mà cứ như thế này thì tổn hại đến hình tượng của mình. Không ngờ lời khuyên của tôi lại trở thành mồi lửa đốt chính mình. Lý Từ tức giận vô cớ đối với tôi, nói rằng anh ấy bị mù mới không nhận ra tôi, mới thân quen với tôi, cho tôi ăn uống phí hoài, không bằng để cho chó ăn. Lúc này không nói giúp anh ta mà lại đứng về phía nhân sự. Tôi bỗng bị sốc, cảm thấy người trước mặt mình là một người tôi hoàn toàn chưa hề quen biết. Quả thật, nhân phẩm không phải là vật ngụy trang lúc sóng yên biển lặng. Nhân phẩm chân chính là phong thái trầm tĩnh tự tại, vượt qua được thử thách của lửa giận dữ. Để xem tính cách và phẩm chất của một người, không phải là cách anh ta đối xử với người khác tốt khi đang vui vẻ, mà là cách anh ta đối xử với người khác như thế nào khi đang tức giận. Bởi vì nổi giận khiến con người bộc lộ bản tính, từ đó có thể nhìn nhận được sự tu dưỡng và nhân phẩm của họ. Một người khi tức giận biểu hiện như thế nào thì sẽ nhìn nhận ra nhân phẩm chân thực nhất của họ. Khi tức giận, con người thường mất khả năng và lý trí, mất đi kiểm soát, không che giấu được mình. Vui mừng có thể ngụy trang được, thiện lương cũng có thể ngụy trang được, nhưng nổi giận có thể thiêu hủy hết thảy lớp vỏ ngụy trang, sẽ hiển thị ra bản chất nằm sâu ở trong tâm hồn. Có người hễ tức giận liền bộc lộ ngay ra ngoài, không quan tâm đến tâm trạng của người khác. Nhưng như thế chỉ khiến sự tình tệ hại hơn, mâu thuẫn càng khoét sâu thêm, quan hệ ngày càng xa cách. Người có tu dưỡng nhân phẩm thực sự tốt, khi tức giận vẫn giữ được lễ phép cơ bản, vẫn nói về công việc một cách có lý trí, đặc biệt không giận cá chém thớt. Tức giận là bản năng, khắc chế được tức giận là bản lĩnh. Một người có cảm xúc ổn định thường có vẻ mặt ôn hòa khiến người khác dễ chịu. Còn một người hơi chút là nổi giận thì ai gặp cũng chỉ muốn trốn tránh mà thôi. Điều thứ ba, thái độ với người lạ cũng nhìn rõ nhân phẩm của con người. Để xem tính cách và trình độ học vấn của một người, hãy xem cách họ đối xử với người lạ. Một số người hiền lành nhưng lại rất thô lỗ khi nói chuyện với người lạ, bởi họ nghĩ rằng chỉ giao tiếp với người này một lần và không gặp lại nữa, vì vậy không cần phải giả vờ. Một doanh nhân Nam Phi tên là Peter được mời đến thăm nhà của Tổng thống Nelson Mandela. Đích thân vị Tổng thống khi đó 78 tuổi đã đứng ngoài cửa chào đón ông. Theo quy định của công ty, tài xế sẽ phải ở ngoài xe chờ chủ nhân. Vì vậy sau khi tài xế được Mandela mời uống nước, đã lặng lẽ trở lại xe chờ Peter. Khi đến giờ ăn trưa, đầu bếp đã nhắc hai lần nhưng không thấy vị Tổng thống động tĩnh gì. Peter cảm thấy rất khó hiểu. Mãi đến 1 giờ chiều, Mandela mới hỏi: "Peter, khi nào thì ông mới mời tài xế vào dùng bữa?" Thấy Peter còn ngỡ ngàng, Mandela đã đi tới bãi đậu xe, gõ vào cửa kính, cúi đầu nói với tài xế: "Xin lỗi, tôi muốn mời ông cùng dùng bữa với chúng tôi được không?" Bữa trưa muộn này khiến cả Peter và người lái xe rất cảm kích. Chỉ khi bạn thân thiện với người lạ, bạn mới có thể phản ánh chân thực được tính cách của mình. Đối xử với người lạ bằng sự tôn trọng và tin tưởng cơ bản cũng phản ánh bản chất của một con người. Còn với những người trong lòng không có tình thương, không có sự tử tế giữa con người với nhau, có đáng để bạn kết giao, đáng để bạn bỏ tâm sức ra không? Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ: "Nhân sinh tại thế có 3 liều thuốc thử nhìn thấu bản chất con người."